bài 1 thời gian nhé. Ở đây là mình nhìn vô cái đề cái đó. Rồi mình có một cái nhãn coi nha, mình bấm vào đây nè. Cái nhãn nè là label ha. Rồi. Property mình sửa cái test thôi, nhãn dùng test thôi. Nhập pass ví dụ như vậy đi. Được em cho căng ngắn gọn thôi. Rồi. Coi nhá, tại vì thầy đang quay nên tí nữa ai mà không theo kịp thì coi lại video thôi nhá. Rồi, ở đây là cái test box. Test, em thấy cái test box này không? Test box là ô nhập chữ vào á. Rồi, nhấn lên, nhấn lên. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhấn chuột phải property nè. Chúng ta sẽ đặt tên là test pass nhá. Được em. Rồi, tiếp theo mình nhìn vô cái đề tiếp nè. Mình thêm một cái ô giống như vậy. Rồi, vậy là mình lại kéo vô cái gì? Cái nhãn tiếp đúng không? Kéo nhãn vô tiếp là thầy làm nhanh chút nha. Hiển thị. Cái test là hiển thị nha. Rồi, đóng cái này hiển thị. Được chưa? Rồi, cái này là test box. Rồi, còn thầy đặt tên cái này nè. Cái này thầy đặt tên là TST hiển thị. Hiển thôi cũng được. Rồi, vậy là cái này là TST gì? Pass. Còn cái này là TST gì? Hiển thị. Các em nhìn vô cái này người ta chỉ mình luôn nè. Đó, người ta chỉ mình cách viết luôn nè. Thấy chưa? Đó. Rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Mình viết một cái nút. Bất tận mình kéo nhìn vô cái đề nè, chữ hiển thị, chữ tiếng và chữ đóng, được chưa? Mình copy trước luôn em, giữ phía control nha, giữ phía control. Rồi mình ghi btn hiển thị. Rồi cái chữ test là hiển đi. Được em. Rồi, cái này là tiếp đúng không? BTN tiếp. Rồi, cái này ghi có dấu là tiếp. Rồi, cái này nhìn vô đề đóng. Là gì? BT đóng. Chị không giống nha. Rồi, bây giờ bắt đầu thầy chỉ các em. Rồi, ở đây là các em lưu ý nè, các em muốn bắt buộc là dấu thăng hay dấu sao, các em kéo đây nè. Các em tìm thầy cái chữ bắt buộc nhé. Thấy không? Thấy bắt buộc này không? Nè, lít chuột phải vào này, property nè, kéo xuống tìm cái chữ bắt buộc nè. À, mình dùng dấu thăng hay dấu sao gì cũng được đó. Nha. Để như vậy nè, coi nha, bây giờ thầy chạy thử nè. Nè, bây giờ thầy nhập đây cái thấy hiện dấu sao không? Muốn dấu thăng cũng được nhé. Rồi tí là thầy nhập cho vậy cái thì bấm hiển thị đây, mật khẩu ở đây nè. Hiểu biết không? Chứ chị từ từ. Chưa. Rồi bây giờ viết code hiển thị nè. Rồi bên đây nè. Các em bấm cái lúc sự kiện này, bấm cái đây nè. Coi nha, thầy coi còn mấy phút nữa. Rồi mới 4 phút rồi. Bấm vào đây nha. Bấm sự kiện thôi, lúc vào đây luôn đúng không các em? Đâu. Các em nhớ là cái nút trên đây là gì? TNT gì bác? Còn là gì? TNT hiện. Rồi nha. Rồi coi nha. TST nè, hiện nè. Chấm test là chữ nha các em. Chấm test là lấy cái chữ ở trong ô đó. Nhớ là test chính là cái chữ, cái vùng màu trắng ở trong ô nè. Được chưa? Rồi. Bằng test chấm bát chấm test là lấy dữ liệu trong ô màu trắng đó. Được chưa? Nhớ là cái từ test này nghĩa là lấy test là chữ là cái ô trong ô nè. Được chưa? Tí thầy để các em chụp cốt xong. Rồi coi nha, bây giờ thầy chạy thử ra.
Rồi thì nhập đây nhé. Đó, các em thấy hiện mật khẩu đây không? Đó, ví dụ như một. Thấy chưa? Rồi, bây giờ bấm tiếp một cái, xóa trong hết cái này. Nhấp cho chấm nháy lên đây. Nè, coi nhé. Coi còn mấy phút nữa. Rồi, 5 phút là dư. Rồi, coi nhé. Bây giờ tạo sự kiện tiếp. Nè, tích click vào đây đúng không em? Rồi, bút xóa nè, TNT hiện nè. Chấm clear, clear nghĩa là xóa nha các em. Cái từ tiếng Anh, học tiếng Anh cho giỏi chút. Nè, TNT.path.clear nghĩa là xóa trong ô, hiểu không? Rồi, TNT.path.focus nghĩa là nhảy vào cái ô, cái ô path, nhấp nháy con chuột vào trong ô path. Cái này nghĩa là nhấp nháy con chuột vào trong ô path nha. Rồi, coi nè, thầy chạy nè. Rồi, bấm vào đây nhé, nhập nè, hiện nè. Tiếp nào, các thấy nhấp nháy con chuột vào đây không? Chưa? Rồi, cái cuối cùng mình bấm cái sự kiện này. Cái sự kiện của cái này là như vậy nè. Rồi, cái sự kiện này là các em biết tổng tiếng Anh là gì? Hello, đó, vậy là xong rồi đó. Thấy không? Nè, coi nha, chạy nè. Bấm đây. Thấy đóng, bấm không? Thấy chưa? Được chưa? Rồi, còn ở ngoài này. Rồi vẫn mình dư xong thì nhanh nữa phải. Rồi ở ngoài á các em coi cái phong men của mình nè. Mình muốn có một nút đóng thì mình thêm một cái nút đóng button. Đây là đóng chương trình. Các em sẽ thêm một cái nút ở ngoài đây là đóng chương trình cho các em. Các em chọn như thế này nè. Đóng chương trình. Rồi cái nút này á mình đặt tên là BTN Exit đi. Exit đi nha. Rồi mình tạo sự kiện sao? Click vào đây luôn nha. Còn khóa chương trình mình phải viết cái này nè các em. Application. Application là ứng dụng đó, đúng không các em? Biết từ tiếng Anh này không? À, chấm Exit. Thấy không? Thấy chữ Exit không? Rồi. Rồi chụp lại cái câu thoát chương trình, nhắn cái này thoát luôn đó. Còn cái kia mới đóng cái form thôi nha. Chụp cái này chưa? Từ từ các em xác minh code à. Rồi bây giờ thì chiếu qua bên đây các em chụp lại cái code ngay bên đây cho thầy nè. Cái code nguyên cái này nhớ là tạo sự kiện chứ mày có vô luôn nha. Cái này là tạo sự kiện hết. Clear là xóa nè đúng không? Rồi chụp chưa? Rồi bây giờ tự làm cho thầy bài 1, vậy là xong bài 1 rồi đó.